Thưa quý vị, sau chuỗi ngày biến động với biên độ hẹp, giá vàng nhẫn trong nước bất ngờ tăng mạnh với mức tăng lớn nhất lên tới 1,2 triệu đồng một lượng. Và hôm nay 21 tháng 9, giá vàng nhẫn để các thương hiệu lớn bám sát mức 80 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SJC 4 số 9 điêm ít lần lượt ở mức 78,7 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 800.000 đồng ở cả hai chiều. Doji tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua và giá bán thêm 1,2 triệu đồng, lên lần lượt là 79,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 80,4 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG niêm yết ở mức 79,3 triệu đồng một lượng và 80,35 triệu đồng một lượng, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1,15 triệu đồng ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá mua thêm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều lên lần lượt là 79,28 triệu đồng một lượng mua vào và 80,38 triệu đồng một lượng bán ra. Nhiều trang trại nuôi lợn ở miền Bắc đã bị thiệt hại nặng sau bão lũ, thậm chí bị xóa sổ khiến cho nguồn cung thịt lợn khan hiếm. Giá thịt lợn hơi theo đó đã tăng mạnh và lập đỉnh cao mới. Một chủ nuôi lợn ở xã Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang cho biết vừa bán được 40 con lợn với giá 69.000 đồng một kg. Nhẩm tính mỗi con lợn xuất chuồng lãi khoảng 1,5 triệu đồng. Do trang trại lợn của gia đình ở trên địa hình tương đối cao nên đợt bão lũ vừa qua chỉ bị tốc mái nhẹ, không bị ngập nước và giữ được. Một chủ trang trại nuôi lợn khác ở Khói Châu Hưng Yên cũng cho biết những hộ chăn nuôi tại địa phương đã xuất bán lợn hơi với giá 70.000 đồng đến 71.000 đồng một kg, mức cao nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Sau đợt mưa bão, nhiều trang trại bị thiệt hại, một lượng lớn lợn bị chết hoặc là hộ nuôi phải bán tháo do chuồng trại ngập sâu trong nước lũ. Thế nên nguồn cung bắt đầu khan hiếm, đẩy giá lên cao. Đợt bão lũ vừa qua khiến nhiều trang trại chăn nuôi lợn bị thiệt hại nặng, lợn chết rất nhiều nên nguồn cung mặt hàng này sụt giảm. Trong ngày 20 tháng 9, giá lợn được thu mua khoảng 68 đến 70 000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Trong khi miền Trung và miền Nam mức giá phổ biến từ 63 đến 65 000 đồng một kg. Dù luật đất đai 2024 đã có hiệu lực. Thế nhưng tại nhiều địa phương vẫn còn nhiều vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dân mong muốn sớm có hướng dẫn cụ thể trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có thể sử dụng đất một cách hiệu quả hơn. Năm 2013, gia đình ông giáo được chính quyền xã giao cho gần 3.000 mét vuông đất để làm đất nông nghiệp với mục đích sử dụng để trồng lúa. Với đặc điểm vốn nằm ở vị trí cao, không thể dẫn nước tưới tiêu vào ruộng nên việc trồng lúa không hiệu quả gia đình nhà ông giáo đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương chuyển đổi quyền sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây đầu năm để phù hợp với điều kiện thực tế nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Trước đây là ruộng hai lúa, thế nhưng bây giờ chúng tôi chuyển trồng cây lâu năm rồi thì, thì nguyện vọng chúng tôi là muốn là trên giải quyết làm sao để cho chúng tôi có cái sổ đỏ là dùng cây lâu năm. Đây cũng là tình trạng của nhiều hộ dân trên địa bàn xã khi được giao đất để trồng lúa nhưng không thể sử dụng. Khi được biết Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới theo hướng mở hơn, trong đó có điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp nên người dân mong mỏi khi luật có hiệu lực sẽ phần nào gỡ vướng những bất cập trong thời gian qua. Đấy, thì nói chung là nếu mà, bản thân bọn tôi cho chúng tôi nó đất rồi nhưng mà quyết định vẫn không cho kêu là dùng cây rồi nhưng mà thôn có cái chỉ thị để cho dùng cây như thế thì không biết sau này cái đền bù người ta thì cho, cho, người dân thì không biết là nó có đền bù kiểu gì à chúng tôi không phải tự ý chúng tôi đây là có sự coi như vậy nhất trí thống nhất thì chúng tôi mới dám làm chứ còn lúc đầu thì coi như vậy là các anh các chị bảo nhất trí thôi đến lúc chúng tôi triển khai thì bảo là không được thì cái đấy là thấy là anh em chúng tôi cảm thấy là bức xúc nhưng mà trong cái thời gian dài thì xã qua như vậy có hứa gặp cả tiếp xúc cử tri thì cũng có những hứa là thế này thế khác nhưng giờ phần này cũng chưa có cái gì Con luật mới thì thay đổi khá mạnh trong cái khâu quản lý sử dụng đất nông nghiệp thế chính vì vậy mà nó tạo ra cái cơ hội cho nông nghiệp mà tạo cơ hội cho nông nghiệp là rất đúng bởi vì hiện nay cái phát triển xuất khẩu thì của chúng ta là xuất khẩu nông sản vẫn chiếm một cái tỷ trọng rất cao mà muốn xuất khẩu nông sản chiếm tỷ trọng cao thì chắc chắn là đất nông nghiệp phải là dễ dàng trong việc chuyển nhượng, chuyển đổi. Luật đất đai 2024 đã mở rộng hơn so với quy định việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư. Theo đó, trong cùng thửa đất chỉ cần phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, thay vì phải ở trong cùng một thửa đất đã có nhà ở và đáp ứng thêm điều kiện về thời điểm sử dụng đất như quy định tại Điều 103 Luật đất đai 2013. Chính vì vậy, việc nhanh chóng ban hành những hướng dẫn cụ thể để người dân và địa phương cùng thực hiện sẽ tránh được tình trạng bức xúc khiếu kiện kéo dài. Theo ông Đào Minh Tú, Phó Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước, ước tính có khoảng 83.400 khách vay ngân hàng với tổng dư nợ 116.000 tỷ đồng bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ gây ra. Cụ thể, theo thống kê của ngành ngân hàng, có 83.400 khách vay ngân hàng với tổng dư nợ ước tính 116.000 tỷ đồng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Các tỉnh thành Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương là các địa phương có số dư nợ bị thiệt hại lớn nhất. Để kịp thời chia sẻ khó khăn với khách vay, các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Agribank, BIDV, TPBank, Viettinbank đã chủ động giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% cho khách vay bị tổn thất do cơn bão số 3. Cũng theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhiều doanh nghiệp, người dân đang rất khó khăn vì thiệt hại do cơn bão số 3 vừa rồi rất nghiêm trọng. Do vậy, bằng chính nguồn lực của mình, trước hết các ngân hàng thương mại dùng lợi nhuận và tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách vay sớm khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, nhiều ngân hàng cũng cam kết các gói tiến dụng ưu đãi cho vay mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thông tin liên quan tới Quỹ phòng chống thiên tai mà dư luận lên tiếng trong hai ngày qua khi cho rằng quỹ này đang tồn gần 2.000 tỷ đồng nhưng chi rất ít. Được biết, Quỹ phòng chống thiên tai bao gồm Quỹ phòng chống thiên tai Trung ương do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quản lý và Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Quỹ phòng chống thiên tai cấp tỉnh được thành lập và hoạt động từ năm 2014. Tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2024, 63 trên 63 tỉnh thành phố đã thu được 5.925 tỷ đồng, chi 3.686 tỷ đồng, kết dư quỹ 2.263 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, Toàn bộ nguồn thu quỹ trong năm, bao gồm cả lãi từ tài khoản tiền gửi, sẽ chi cho các nội dung hỗ trợ các hoạt động phòng chống thiên tai trên địa bàn của tỉnh, thành phố, ưu tiên cho các hoạt động, hỗ trợ cho các hoạt động ứng phó thiên tai, cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa. Hiện nay sau khi bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, một số địa phương dự kiến sử dụng quỹ này để khắc phục hậu quả. Cụ thể tỉnh Lào Cai 5 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 50 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 3 tỷ đồng, tỉnh Yên Bái 13 tỷ đồng, Thái Nguyên 10 tỷ đồng. Các tỉnh khác đang tổng hợp thiệt hại, giả soát để đề xuất sử dụng quỹ.